Sau một thời gian đi này mới phát hiện một ô thế này. Đây mọi người, đây là kiểu dẹt này. Ô Luffy đang vào Hunter mọi người ạ. Cái này mình xé nó bị đứt. Đây. Úi giời, phê quá, được 3 tép. Đây. Một tép này. Đấy. Hai tép này. Kiểu dẹt nhá. Đây một tép nữa này. 3 tép. Yo, rồi ôi, đẹp quá. Đó. Giờ mình tiếp tục đi tìm nhá. Còn tí xem mình ấy trèo lên kia. Hello tất cả mọi người, là chào mừng mọi người đến với channel của mình nha. Hôm nay mình đi tầm lan, mình đi tìm kiểu dẹt nhưng mà không gặp được. Mình thấy một nhánh cái kiểu vàng ở trên cái cây bé này. Nên mình bắt buộc mình phải leo cái dây leo này lên mới lấy được. Thì mọi người nếu mà xem video cảm thấy hay, đừng quên đăng ký kênh, đồng thời nhấn chuông thông báo để những video clip hay và mới nhất từ kênh của mình nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trèo lên nha. Và xem kiểu vàng như thế nào. Nó ở trên kia thì mình cũng không quay được. Sau một thời gian mình leo trèo, đã đến được hai khóm kiểu dẹt. Mỗi khóm chỉ có hai thân thôi. Và một thân già, một thân tơ, còn lá. Đây một khóm trên và một khóm dưới. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy nha. Đây. Sau một thời gian thì mình đã lấy được khóm kiểu dẹt. Đấy, nó rất là bé rồi mọi người nhé. Tí mình lấy khóm thứ hai nữa nhá. Đấy, bây giờ mình bóc khóm hai thứ hai này. Đây mọi người nhé, đây sau một thời gian mình trèo, đây mình trèo theo cái dây này lên. Đấy, cái dây bé bé này, nó chỉ bằng cái chuôi dao thôi, không bằng đâu. To hơn con trên cái mình một tí nhưng mà rất là chắc. Mình đã cách mặt đất tầm khoảng 10 mét. Và mình phát hiện cái cây kiểu vàng này và mới thấy cái cây kiểu dẹt đấy. Mình sẽ tiến hành bắt cây kiểu vàng này nhá. Cái này cũng một mẹ một con thôi, một thân già một thân tơ thôi. Họ dễ bám rất là khỏe. Đó. Đây nha. Bây giờ mình sẽ xuống nha. Còn lên dưới xong mình sẽ xem cái kiểu mình bóc nha. Đấy, xong một thời gian mình đã từ trên dây leo nha. Đấy, mình bóc kiểu dẹt với lại kiểu vàng ở kia. Bây giờ mình đã xuống lên đất rồi. Bây giờ mọi người sẽ cùng mình đi nhặt kiểu vàng nhá. Chỗ này thì toàn là gai thôi. Đấy, bây giờ mọi người sẽ cùng mình đi nhá. Mình đi trên đất nữa, bị dính gai rồi. À đây rồi. Đấy, một thân tơ, một thân giả thôi. Mang về mình trồng mọi người ạ. Bây giờ đang hiếm không? Đấy. Khá đẹp nhá. Giờ mình sẽ qua bên này. Là mình có thấy một ít thanh đạm bên kia. Đây không phải là thanh đạm sứa đâu. Không biết thanh đạm gì ạ. Khóa cũng khá đẹp. Mình sẽ lấy về trồng. Ai có nhu cầu thì mình sẽ để lại cho. Thanh đạm đấy nhá. Chưa, bộ thanh đạm này khá là đẹp. Được rồi, đẹp mà tí. Các bạn mình đang gọi đấy. Đấy, bây giờ mình lên xem cái kiểu dẹt của mình nhá. Mọi người nhá. Đây mọi người nhá. Đó, đây là kiểu dẹt của mình đây. Nó chỉ được mới 2 tép thôi. Nó hiếm như kiểu phi điệp tím ấy mọi người ạ. Còn hiếm luôn, hơn luôn đi. Vì loại này nó rất là ít. Và vùng này là vùng kiểu dẹt của vùng chiêm hóa Tuyên Quang mình nhá. Đây. À. Đây mọi người. Nó nụ. Đấy. Có nụ luôn. Đó. Mới 2 tép này thôi. 2 tép này thì sẽ mang về nhà ươm nhá. Ươm cấy để sang năm nó có thêm tép mới. Một cái này nếu mình giật nó bị gãy một tí rồi nhưng mà chắc không ảnh hưởng gì đâu. Đấy, bây giờ mình sẽ mang về nhá. Sau một thời gian đi này mới phát hiện một ô thế này. Đây mọi người, đây là kiểu dẹt này. Ô Luffy đang vào Hunter mọi người ạ. Cái này mình xé nó bị đứt. Đây. Úi giời, phê quá, được 3 tép. Đây. Một tép này. Đấy. Hai tép này. Kiểu dẹt nhá.
Đây một tép nữa này. Ba tép. Yo, trời ơi đẹp quá. Đó. Giờ mình tiếp tục đi tìm nhá. Còn tí xem mình sẽ trèo lên kia.